Chiều ngày 9 tháng 6, đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tân Lạc về công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía huyện Tân Lạc có đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Bùi Thị Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Theo báo cáo của huyện Tân Lạc, việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đã được huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Đến nay, huyện đã chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là 256 người với tổng số tiền 384 triệu đồng. Hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội 1.268 người với tổng số tiền trên 1 tỷ 900 triệu đồng. Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 22 tỷ đồng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình Trần Đức Trường đã ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, phối hợp vào cuộc của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể của huyện trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn một cách kịp thời, hiệu quả, được người dân đồng tình, tin tưởng. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt, hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân là tiêu chí và quan trọng công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Rà soát lại danh sách đối tượng, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để việc chi trả hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo đúng quy định.